Một con quái vật khổng lồ sải bước trên mặt đất. Không có gì có thể ngăn cản cơn thịnh nộ của nó, ngoại trừ một tiếng hét lớn. Lại để ăn này con. Rồi con quái vật đột nhiên dừng lại và ngã sang một bên. Đứa trẻ nhặt đồ chơi của mình lên và quay trở lại nơi mà bố mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn một bữa trưa. Trong lúc ăn, cậu bé hỏi bố mình về các tòa nhà gần đó. Một loạt sáu cấu trúc giống hệt nhau. Mỗi cấu trúc là một tòa nhà nhỏ hình chữ nhật với một đĩa vệ tinh bên trên. Các tòa nhà trông như thể đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Và người bố nói với cậu bé rằng ông không chắc chính xác chúng là gì hoặc nhiệm vụ của chúng là gì, nhưng có thể chúng được xây dựng trong chiến tranh. Cuộc chiến nào vậy ạ? Cậu bé hỏi. Chiến tranh Thái Bình Dương, bố cậu trả lời. Cuộc chiến đó là vì cái gì vậy ạ? Đó là một cuộc chiến được tiến hành bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Tại sao họ lại đánh nhau ạ? Cậu bé hỏi. Chà chà, có rất nhiều lý do. Một trong số những lý do là gì ạ? Người bố đã chơi trò chơi này rất nhiều lần trước đây, và anh hiểu rằng nếu bây giờ anh không kết thúc mớ câu hỏi này thì cậu bé sẽ chẳng chịu thua. Người mẹ cũng cảm thấy như vậy. Cô nói với cậu bé rằng nếu cậu muốn thì cậu có thể chơi với đồ chơi của mình thêm một chút nữa. Cậu bé không cần suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đứng dậy và lấy con quái vật đồ chơi của mình rồi chạy đi chơi. Đừng đi xa quá đấy, mẹ cậu nhắc nhở trong lúc cậu bé đang chạy về hướng của một trong những tòa nhà. Cậu bé dừng lại dưới cái bóng của một trong những chiếc đĩa vệ tinh lớn và ngồi xuống bãi cỏ để tiếp tục chơi đùa cùng con quái vật đồ chơi của mình. Trong lúc cậu đang di chuyển món đồ chơi của mình trên bãi cỏ thì cái bóng vệ tinh mà cậu đang ngồi bên dưới đột nhiên bắt đầu thay đổi. Cậu bé nhìn lên và thấy rằng đĩa vệ tinh trên đỉnh của tòa nhà đang chuyển động. Với một tiếng kêu lớn, nó bắt đầu quay đi và thay đổi tốc độ. Và không chỉ có một cái vệ tinh gần cậu nhất đang di chuyển, cậu có thể thấy rằng cả 6 chiếc đĩa vệ tinh đều đang làm điều tương tự. Tất cả chúng đều hướng về cùng một điểm trên đường chân trời. Cậu bé nheo mắt trước ánh sáng mặt trời và nhìn về phía chúng đang hướng tới. Phía xa là một con quái vật thực sự. Đó là một sinh vật to lớn, một nửa cá, một nửa than lằn, được bao phủ bởi vảy và vây có gai. Nó phải cao ít nhất 50 mét và hướng thẳng về phía cậu bé. Cậu bé có thể nghe thấy âm thanh từ đôi chân có màng khổng lồ của nó bước đi khiến mặt đất rung chuyển. Và khi nó đến gần hơn, tiếng kêu chói tai của nó cũng trở nên rõ ràng. Theo sau đó là tiếng còi cảnh báo một cuộc tấn công. Tiếp đến là tiếng súng, tiếng chân của hàng trăm chiếc ủng và tiếng gầm rú của động cơ. Cậu bé nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Chỉ có mình cậu, cậu bé không thể chạy. Cậu chết cóng vì quá sợ hãi. Tất cả những gì cậu có thể làm là quan sát khi con quái vật lướt qua cây cối và đường dây điện, hạ gục chúng một cách dễ dàng và ngày càng tiến đến gần cậu hơn. Các đĩa vệ tinh cuối cùng cũng hoàn thành việc căn chỉnh và có một tiếng nổ xuất hiện khi từng chiếc đĩa phóng ra một chùm tia điện sáng rực về phía con quái vật. Sinh vật dừng cuộc tấn công của nó và hú lên đau đớn khi bị cả 6 vệ tinh tấn công. Những chùm tia biến mất và con quái vật có vẻ choáng váng, nhưng sau đó nó nhìn lên và tiếp tục lao về phía trước. Lần này nó thậm chí còn chạy nhanh hơn trước. Con quái vật lúc này chỉ còn cách cậu bé vài trăm feet và cậu không biết phải làm gì. Cậu sợ đến mức còn chả hét lên được để cầu cứu. Cậu bé nhắm mắt và bắt đầu khóc, rồi đột ngột bị nhấc lên không trung. Cậu bé mở mắt ra thì thấy rằng đó là bố mình. Anh bế cậu lên và bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Cậu bé nhìn thấy qua vai của bố mình rằng con quái vật không thay đổi hướng đi theo họ. Nó dường như vẫn đang tập trung vào tòa nhà nơi mà cậu bé vừa chơi bên cạnh. Con quái vật cuối cùng cũng đến được tòa nhà và bắt đầu đánh vào cái vệ tinh, xé nát nó thành từng mảnh, trong khi các vệ tinh khác từ từ tổ chức lại, tất cả đều hướng về sinh vật một lần nữa. Âm thanh của quân đội vô hình tăng lên và con quái vật bị quay cuồng như thể nó đang bị tấn công bởi một vũ khí nào đó. Nó đột nhiên lùi lại trong đau đớn khi một quả đạn pháo xuất hiện cách nó chỉ vài bước chân rồi phát nổ ngay trước mặt nó, nhưng dường như không gì có thể ngăn cản nó tiếp tục tấn công con đĩa vệ tinh. Người bố cuối cùng cũng chạy được đến chỗ người mẹ. Người mẹ ôm chầm lấy cậu bé. Có một tiếng động lớn và cả gia đình quay lại thì thấy con quái vật đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà và bắt đầu chuyển sang những tòa nhà khác. Nhưng sau đó, những cái đĩa vệ tinh giải phóng một luồng điện khác vào nó với một tiếng nổ vang trời. Sinh vật hú lên vì đau đớn rồi vấp ngã và khuỵu xuống. Nó cố gắng gượng dậy thì một tia điện khác ập đến và nó khuỵu xuống đất. Nó chút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt lại. Chiếc lưỡi khổng lồ của nó thè ra khỏi miệng. Sinh vật cuối cùng đã chết. Tiếng hò reo ăn mừng vang lên trên khắp cánh đồng trống trải đến hàng trăm người khi sinh vật bắt đầu tan biến trước khi bị mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Trong lúc đó, tất cả những gì mà gia đình đó có thể làm là kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ quái mà họ vừa chứng kiến. Những sự kiện cực kỳ kỳ lạ xảy ra với một gia đình bình thường này nghe có vẻ giống như một cốt truyện của một bộ phim. Và trên một phương diện nào đó, không sai, đây chính là SCP,
2954, còn được gọi là quái vật Kaiju. SCP-2954 là một vật thể dị thường bao gồm một số thành phần riêng biệt. Đầu tiên, SCP-2954-1A là 6 cấu trúc lớn giống với các tòa nhà đĩa vệ tinh nằm gần một thị trấn nông thôn hiện đang bỏ hoang ở Nhật Bản. Từ giống rất quan trọng bởi vì đây không phải là đĩa vệ tinh bình thường, thay vào đó chỉ là bản sao của những cái đĩa thật. Nội thất của các tòa nhà SCP-2954-1A thiếu tất cả các thành phần cơ học mà con người ta có thể mong đợi được tìm thấy bên trong, và thay vào đó chỉ chứa một hệ thống dây thừng và dòng dọc thô sơ điều khiển các đĩa vệ tinh trên mái của tòa nhà. Mặc dù thiếu các máy móc bên trong, nhưng các đĩa vệ tinh bằng cách nào đó vẫn có thể có khả năng phóng ra các vòng cung năng lượng điện cực mạnh, điều mà chúng chỉ làm khi đối mặt với các cá thể SCP-2954-2. SCP-2954-2 được cho là sinh vật có sự kết hợp của các đặc điểm giống bò sát, lưỡng cư và cá. Chúng có chiều cao từ 50m đến 60m và hầu hết cơ thể của chúng nhẵn có màu xanh xám, ngoại trừ phần dưới bụng của chúng có vảy đỏ. Cả lưng và cẳng tay của chúng đều có vây lớn. Các cá thể SCP-2954-2 đi thẳng bằng hai chân, mặc dù chúng luôn bị gù lưng. Miệng của chúng lúc nào cũng há ra và có khả năng phun ra chất lỏng có tính ăn mòn cao. Những sinh vật này xuất hiện trong một khoảng thời gian được gọi là sự kiện Tsuburaya. Sự kiện này cứ 7 ngày thì xảy ra một lần, bao gồm một cá thể SCP-2954-2 xuất hiện gần các tòa nhà SCP-2954-1A trước khi nó bắt đầu phá hủy môi trường xung quanh. Các tòa nhà sau đó sẽ kích hoạt, hướng chiếc đĩa vệ tinh của mình vào sinh vật và bắn các vòng cung điện vào nó nhằm ngăn chặn sự hung hãn của nó. Điều này sẽ khiến SCP-2954-2 tập trung vào sự chú ý của một trong những tòa nhà và nó sẽ cố gắng phá hủy nó. Khi đó, bạn có thể nghe thấy âm thanh của vũ khí được khai hỏa, các phương tiện di chuyển và các mệnh lệnh được hét lên bằng tiếng Nhật. Đội quân vô hình này được chỉ định là SCP-2954-1B, chỉ được nghe thấy mà không được nhìn thấy và không bao giờ có bất kỳ dấu hiệu vật lý nào về cuộc chiến của họ và phản ứng của con quái vật trước vũ khí của họ cùng những quả pháo vô hình. Trong sự kiện Tsuburaya này, các cá thể SCP-2954-2 sẽ luôn phá hủy ít nhất một tòa nhà vệ tinh và vô số các vụ nổ khác giống với những gì được cho là từ các phương tiện nhỏ bị phá hủy cũng sẽ được nhìn thấy khi chúng chiến đấu chống lại quân đội 2954-1B. Cuối cùng, cuộc tấn công kết hợp của 1A và 1B sẽ đủ để áp đảo sinh vật và nó sẽ bị tiêu diệt rồi trở nên trong suốt và cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Sau đó, ta sẽ nghe thấy một tiếng reo hò quái gở, có lẽ là từ quân đội 1B, và bất kỳ thiệt hại nào đối với môi trường, bao gồm cả các tòa nhà 1A, sẽ tự được phục hồi. Nhưng đâu là nguyên nhân của chu kỳ hủy diệt và phục hồi vô tận này? Sinh vật này đến từ đâu và chúng muốn gì? Và đội quân vô hình luôn sẵn sàng chiến đấu chống lại con vật hung hãn này là ai? Câu trả lời cho những câu hỏi đó có thể được tìm thấy xung quanh khu vực diễn ra sự kiện Tsuburaya. Tại đó, trong một tòa nhà bị bỏ hoang khác, các đồng vụ của tổ chức SCP đã phát hiện ra các món đồ có thể làm sáng tỏ những sinh vật này là gì. Các món đồ được tìm thấy bao gồm nhiều áp phích phim, cuộn phim và các tài liệu có vẻ liên quan đến việc sản xuất và phân phối phim ảnh. Các áp phích dường như mô tả các sinh vật khá giống với các cá thể SCP-2954-2 và tiêu đề của áp phích khi được dịch tiếng Nhật có nội dung là cuộc tấn công của Fukairu. Khi các đặc vụ xem đoạn phim trên cuộn băng, họ thấy rằng nó mô tả một kịch bản khá giống với sự kiện Tsuburaya. Bên cạnh đó là một loạt các ghi chú được tìm thấy trong tủ hồ sơ bên trong tòa nhà với một số ghi chú đặc biệt. Cái đầu tiên có nội dung sau khi được dịch sang tiếng Nhật là: nhà tài trợ của chúng tôi đã cho chúng tôi 20 con quái vật để bắn. Chúng tôi sẽ chọn những tập phim hay nhất. Cái thứ hai có thời gian ghi từ năm 1974 cho biết: việc quay phim đã hoàn tất. Đừng quên gọi cho nhà tài trợ của chúng ta để thông báo rằng các lô hàng khác là không cần thiết. Cái thứ ba và thứ tư đều đề cập đến những người có thể là nhà sản xuất phim, và họ nói rằng bạn cần thêm Fukairu. Chúng tôi có thể cung cấp thêm cho đến khi bạn hài lòng. Và bạn không trả lời trong một thời gian, nhưng không sao, chúng tôi vẫn sẽ gửi những một lô hàng khác. Chúc bạn xem phim vui vẻ. Nhưng có lẽ điều kỳ lạ nhất là có nhiều phiên bản tương tự của tin nhắn cuối cùng. Và trong khi phiên bản cũ nhất có niên đại từ năm 1972, các phiên bản bổ sung vẫn tiếp tục được xuất hiện cho đến ngày nay, với các chữ cái mới xuất hiện thường xuyên bên trong thủ hồ sơ. Mối nguy hiểm gây ra bởi một con vật hung hãn cao 50m và kết quả rõ ràng dị thường này đã được xếp vào loại Euclid. Vì sinh vật này chắc chắn luôn bị giết bởi lực lượng SCP-2954-1, việc ngăn chặn là không cần thiết. Và nhiệm vụ chính sẽ được tập trung vào việc giữ cho công chúng tránh xa khu vực này. Các binh sĩ đã đóng quân xung quanh khu vực để ngăn chặn dân thường xâm nhập trong khu vực diễn ra sự kiện Tsuburaya.
và bất kỳ dân thường nào chứng kiến sự kiện sẽ được cho sử dụng thuốc mất trí nhớ cấp 3. Nguồn gốc của những con quái vật Kaiju này là gì? Có phải ai đó đã cố gắng khai thác dị thường này để tạo ra các hiệu ứng đặc biệt cho phim của họ không? Nếu vậy, liệu họ có bị giết bởi chính bộ phim của mình trước khi kịp tắt nó đi không? Từ đó dẫn đến một cuộc tấn công chiến tranh không bao giờ kết thúc. Mặc dù chúng ta có thể không bao giờ biết chắc chắn câu trả lời, nhưng ít nhất kết quả cũng thú vị, miễn là bạn giữ khoảng cách. Bây giờ hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-2863, Gasadakuro, một SCP khổng lồ và đáng sợ đến từ Nhật Bản. Cắt! Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.